Hậu trường hé lộ cách kết của bộ phim Về Nhà Đi Con đã gây choáng cho khán giả đang theo dõi từng tập phim trên sóng truyền hình VTV1. Dũng được Vũ nhờ cưa cẩm Thư, nhưng sau đó Dũng lại đem lòng yêu Thư và sẵn sàng nuôi con của Vũ. Huệ ly hôn Khải vì không chịu được cảnh người chồng cờ bạc hay ghen tuông lại còn bồ bịch. Ánh Dương đem lòng yêu bố của người bạn thân nhất của mình là ông Quốc. Vì khoảng cách tuổi tác quá lớn và cũng chẳng biết bày tỏ ra sao, Dương đã nhờ Huệ chị gái của mình nói với Quốc để đánh tiếng. Ngờ đâu sau khi gặp gỡ, Huệ và Quốc lại đem lòng cảm mến với nhau. Người hâm mộ bộ phim Về Nhà Đi Con đang xôn xao trước thông tin cái kết của bộ phim Dũng và Vũ trở mặt với nhau, đánh nhau bầm dập. Dũng sẽ thay cầu bạn thân Sở Khanh chăm sóc hai mẹ con Thư. Nhưng trước khi đi vào những tình tiết diễn biến của những tập phim gần đây nhất và diễn biến tiếp theo cũng như cái kết của bộ phim Về Nhà Đi Con, các bạn hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng dàn sao nam 10X trong bộ phim Về Nhà Đi Con. Diễn viên Quang Anh đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả trên truyền hình khi tham gia bộ phim Về Nhà Đi Con. Ít ai biết Quang Anh sinh năm 2000 và bắt đầu tham gia đóng phim từ năm lớp 3 trong các dự án phim như Chiều Ngang Qua Phố Cũ, Giọt Nước Mắt Muộn Màng. Hiện tại Quang Anh đang theo khóa học khoa quản lý văn hóa chuyên ngành thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Quang Anh không có vẻ ngoài cơ bắp cuồn cuộn, nhưng điểm nổi bật là gương mặt thư sinh, nụ cười tỏa sáng. Nam diễn viên Quốc Trường đã thể hiện rất thành công vai Vũ, chàng thiếu gia điển trai, giàu có, nhưng rất đa tình, lẳng lơ và lắm trò. Vẻ lãng tử lại có chút ngầu, đúng chuẩn trai hư của Vũ, làm khán giả ngứa mắt, nhưng không thể phủ nhận, nhiều người cũng yêu Vũ ngay từ cái nhìn bề ngoài ban đầu. Quốc Trường sinh năm 1988 ở Cần Thơ, là người mẫu khiêm diễn viên. Năm 2011, Quốc Trường cũng đã gây tiếng vang lớn trong một vai diễn chính trong một bộ phim. Năm 2011, Quốc Trường cũng đã gây tiếng vang lớn với vai diễn chính trong một bộ phim đoạt giải Mai Vàng, Quyền Lực Tình Yêu. Sau đó, thừa thắng xông lên, Quốc Trường liên tiếp nhận lời vào vai nam diễn viên chính của rất nhiều bộ phim Cung Đường Tội Lỗi, Chuyện Tình Rừng Ngập Mặn, Ngày Hôm Qua và Vườn Yêu trước khi nhận vai Vũ trong phim Về Nhà Đi Con. Hoàng Anh Vũ sinh năm 1988, có khởi điểm từ Nhật Ký Vàng Anh phần 1, nhưng Vũ không quá nổi bật như các diễn viên khác đang hoạt động trong showbiz như Hoàng Thùy Linh, Vân Hugo và nhiều diễn viên khác. Từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, anh Vũ chuyển hướng sang âm nhạc khi trở thành thành viên của nhóm nhạc gồm 5 thành viên. Sau đó, Hoàng Anh Vũ hay Trung Dũng Sĩ là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Anh chàng được giới trẻ biết đến khi tham gia diễn xuất trong 5S Online. Nam diễn viên được xem là hot boy đời đầu trong dàn hot teen của giới trẻ Hà Thành, sở hữu gương mặt nam tính hút hồn và phong cách trẻ trung hiện đại. Không chỉ có tài năng diễn xuất, Hoàng Anh Vũ còn là một chàng ca sĩ có giọng hát ấm áp. Hoàng Anh Vũ và vợ cũ tổ chức đám cưới hoành tráng vào năm 2014 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người hâm mộ, vì trước đó anh rất khi chia sẻ về chuyện đời tư của mình. Tại đám cưới, cặp đôi cũng công khai chuyện đã lên chức bố mẹ của một cậu con trai 3 tuổi. Thông tin này từng là đề tài được giới trẻ lúc bấy giờ bàn tán suốt thời gian dài. Sau đám cưới, anh Vũ rất ít khi xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện giải trí. Mới đây, nam diễn viên chia sẻ việc anh và vợ cũ đường ai nấy đi được 3 năm, con trai hiện tại đang ở cùng mẹ. Ở những tập gần đây của bộ phim Về Nhà Đi Con, mâu thuẫn chủ yếu xoay quanh cặp đôi Thư và Vũ, từ đó khiến cả hai bên gia đình cùng lao đao theo. Có thể nói tại thời điểm này, cả thế giới đang quay lưng lại với Vũ vì thái độ vô trách nhiệm, dám làm mà không dám chịu của anh. Người mẹ hết mực yêu thương và chiều chuộng Vũ, sau chuyến tới gặp mặt Thư cũng quay sang thuyết phục anh làm đám cưới với Thư. Dũng tuyên bố phát ngôn khiến Vũ cứng họng, dân mạng thì ủng hộ rầm rầm với câu nói quá chất của Dũng. Nó lấy mày được cái gì? Nó thừa sức kiếm một thằng ít tiền hơn mày, nhưng có đạo đức vẫn tốt hơn cái loại như mày. Vũ luôn cho rằng Thư đã gài bẫy cố tình có đứa bé để lừa mình. Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của Thư và Huệ trong bệnh viện, khi đi khám thai, cộng với lần gặp ông Sơn bố của Thư, trong suy nghĩ của Vũ đã bắt đầu có sự lắng lại, dù bề ngoài vẫn phản đối gay gắt trước bố mẹ. Thực ra Vũ cũng là con người bản chất hiền lành, lương thiện.
chẳng qua chỉ là công tử con nhà giàu, có thói trăng hoa và đa tình, quen cuộc sống dễ dãi trong chuyện tình cảm và thích giải quyết hậu quả bằng tiền bạc. Vừa qua đoàn phim Về Nhà Đi Con tiến hành quay phân đoạn Vũ đưa Thư đi đẻ ở một bệnh viện Đông Anh, Hà Nội. Sự có mặt của đoàn phim thu hút sự quan tâm của các bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại đây. Vũ cùng ông Sơn, Huệ trong bệnh viện cũng khiến nhiều người quan tâm. Đa phần đều đoán ra cả nhà đi thăm Thư đẻ. Nhưng dáng vẻ trưởng thành xuất sắc của Vũ khiến nhiều người bất ngờ. Hậu trường cũng tiết lộ cảnh Vũ phụ ông Sơn là bố Thư xách làn đỏ, rồi cảnh Vũ chăm Thư trong lúc đẻ. Nhiều người đã phỏng đoán là Vũ sẽ lấy Thư rồi sinh con ở những tập tiếp theo. Nhưng với một số thông tin của chúng tôi và theo phán đoán, nếu như bộ phim đạo diễn cho hai nhân vật này cưới nhau ở những tập tiếp theo thì sẽ làm mất đi kịch tính và hấp dẫn lôi cuốn cho khán giả. Ở những tập tiếp theo, Vũ vẫn nhất định không chịu cưới Thư cho dù bố mẹ tìm đủ mọi cách để ép buộc hay Thư cố tình để lại đứa bé. Nhưng với bản chất một con người, anh vẫn chăm sóc hai mẹ con Thư và chịu trách nhiệm như một người bố khi Thư sinh con. Có như vậy thì tình tiết của bộ phim mới còn cái để khán giả xem và ly kỳ hấp dẫn. Còn nếu Vũ và Thư cưới nhau thì lại lôi về mâu thuẫn của một cặp vợ chồng, trong khi đã có Huệ và Khải đảm nhiệm mâu thuẫn đó trong phim. Dũng qua lại với Thư và kể cả sau này khi Thư sinh đứa con, có thể tình cảm của Dũng bắt đầu dành cho hai mẹ con từ lúc nào, chính bản thân anh cũng không hề hay biết. Có thể đó là mâu thuẫn khớp với bức ảnh mà Dũng và Vũ trở mặt từ bạn thành thù. Mới đây, những hình ảnh hậu trường rò rỉ khiến người hâm mộ Về Nhà Đi Con đứng ngồi không yên. Theo đó, Dũng và Vũ ngồi cùng Thư bên bàn cà phê với vẻ mặt khá căng thẳng. Dũng còn ôm cánh tay Thư như đang che chở, bảo vệ cô, trong khi Vũ ngồi bên cạnh vẻ mặt lạnh như tiền. Đặc biệt khoảnh khắc Dũng ngồi ôm một đứa bé, vui vẻ nói cười cùng anh Thư, với thật sự khiến các fan sôi sục. Phải chăng khi có tình địch, Vũ mới nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Thư, và từ đó chàng công tử mới dần dần thay đổi. Chị cả Huệ trong bộ phim do Mi Sói thủ vai là người nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cũng không thể nào chịu nổi. Khi phải sống chung với Khải, cô đã phải thốt ra, nếu sống thế này thì thà chọn cách ly hôn còn hơn. Mâu thuẫn này khiến khán giả sẽ nghĩ Huệ sẽ về với mối tình cũ của mình, nhưng trong khi người này đã có gia đình, nên điều đó khó có thể để đạo diễn nghĩ tới. Bất ngờ là ở chỗ, trong một buổi họp báo, diễn viên Tuấn Tú đang thủ vai Quốc đã tiết lộ với báo giới tình tiết trong phim Quốc và Huệ sẽ phát sinh tình cảm. Dương, cô con gái út nhỏ tuổi nhưng lại đem lòng yêu ông Quốc là bố của người bạn thân nhất của mình. Sự khác biệt về tuổi tác, quan điểm suy nghĩ nên rào cản đã làm cho Dương không có cách để thể hiện bộc bạch tình cảm của mình với Quốc. Cô chọn cách nhờ chị gái là Huệ làm chân gỗ để bộc bạch tình cảm của mình với Quốc. Nào ngờ trong khi thực hiện sứ mạng là người đưa tin, Huệ và Quốc đã nảy sinh tình cảm. Mặc dù không nói rõ về đoạn kết, nhưng nhiều người cũng thầm hiểu hai nhân vật này sẽ về sống chung với nhau. Và đó sẽ là mâu thuẫn trong tình cảm giữa Huệ và Dương. Đó là tình tiết ly kỳ hấp dẫn, sẽ đưa khán giả hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác để chờ đợi từng tập phim một trong Về Đây Đi Con. Đó là những diễn biến, tình tiết, nguồn tin tổng hợp được của chúng tôi sau khi sâu chuỗi toàn bộ các cảnh hậu trường và những tình tiết của các diễn viên tiết lộ trong những cuộc họp báo. Thực tế còn phụ thuộc vào tâm lý của đạo diễn và các nhà biên kịch trong đoàn phim, và cũng còn phải phụ thuộc vào khán giả, bởi có rất nhiều bộ phim truyền hình kịch bản sẽ được sửa trong quá trình làm phim để tăng thêm sự lôi cuốn, cũng như sẽ không dừng lại ở 68 tập như đã công bố, mà sẽ còn dài hơn về số tập để đáp ứng sự yêu mến của khán giả đối với bộ phim khi đang được lên sóng. Quan điểm, ý kiến và suy nghĩ của bạn về diễn biến tình tiết tiếp theo của bộ phim này sẽ thế nào? Sẽ ra sao? Bạn có cùng quan điểm nhận định với chúng tôi hay không? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn nút đăng ký cộng nút chuông để theo dõi những tin tức nóng hổi cập nhật nhanh nhất của chúng tôi hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn.